hai cái nào bự bự cá. Ngọt không? Bánh nhiều hơn. Ngon rồi. Bánh bánh nhiều hơn. Sao mình qua bên này? Ken, Ken cô đẹp. Chắc nó hái trước, hái chắc bự bự trước. Thế nào nó? Cái nào héo? Oh, you guys have to stay in this room. Come here, go this way, come here. And just what? Here. Up on. Let's go. Come here. No, don't step on it. This line, that line. Big one. Ooh! This one? Ngon lắm. Hả? Để kiếm cái trái nào bự bự đi. Mẹ bẻ đi con. Con bẻ đi. Bẻ đi. Để con bẻ đi. Con hái đi. Hai trái nào bự bự á, sao con hái trái nhỏ xíu vậy? Hái đi nhiều lắm mà. Mình bắt rồi từ đây, mình ngưng tới đâu chỗ nào á thì mình cắm cái ấy đó xuống. Ồ vậy hả? Cái bác Mary đang ngồi trên kìa. Hồi nãy đứng dậy nó buộc vô đít á. Vậy cái nào, ngách này người ta hái tới đây rồi hả? Người ta hái tới đây rồi. Mình hái tới trên này chợ đi. Thảo nào không có trái nào bự hết trơn. Người ta hái rồi. Cái lá cờ Mary đang đạp lên kìa. Mình hái tới đâu là mình cắm cờ tới đó. Where is our flag? Anh ơi, dưới đây trái bự nè, cái trên đó ta hái rồi. Vậy mấy cái này cho người ta hái rồi. Nhỏ không mà. Nè, thêm đi. Thêm mày hái đi, lại bự nè. Nè nè. Thấy không? Cái trái bự đó. Thì cái này nữa nè. Nó trái bự nữa nè. Thấy không? Cái này nữa nè, cái này cũng bự nè. Ăn đi tay mẹ, vừa hái vừa ăn đi, một hồi giờ về cái là no rồi. Đó vậy đó. Chim ra quay phim đây, không lai chim nữa. Kiếm cái nào bự bự á, bự 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 bự. Wait, is Mary allowed on this side? Mhm, nó mình chung mà. Ăn đi, ăn đi. You can eat it. Không cho ăn hả? Trời ơi, hái rồi không cho ăn nữa. Ai? Thôi mày, trái nào nó hái không cho tao ăn nữa, không cho em ăn nữa. You're allowed to eat it, okay? Because we've been eating a lot so far. Yeah, tell me. Hi, Nana. Get that one, get that one. Ooh, juicy.
Dạ, hái đi. Mommy, the first wow, the big one. Okay, chị Duy với thầy 12 thi người nào hái trái bự thắng. I already got a giant one. Nè, thầm ở dưới đây nè. Dưới này có trái bự nè. Ở dưới đây nè, dưới chân con á. It's not fair, you're helping Tammy. Oh! Ăn hết hả? Qua đây. Qua đây, đây có trái bự nè. Nè, hái trái này nè. Trái này nè. Con ăn đi, vừa hái vừa ăn đi. Hả? Ok. Ăn thử miếng nha. Chị. Chị. Đây nè. Kia nè. Wow. Ăn không? Chắc tại nó nắng thì thấy ngon, thấy nó ngọt á. Dạ. Đấy trái ăn nhất rồi. Phải ăn không? Dạ. That's yummy. Đố cô đầy rồi kìa. Cô không ăn hả? Cô có ăn. Em hái ăn không ạ? Cắm đầy đó. Cô phải có cả đi theo. Mommy, look at my basket now. Ooh, look at my basket now. Look at my basket now. That's the one we also put the box shit my you also hunt me hat on. Where is it? Bự luôn nè. Trên này ăn nè. Trên này ngán rồi, nô no rồi. Nóng trên này nhìn má mày cái. Nhìn má mày cho mình nè. Trên nè. Cô ngủ rồi kìa. Ăn nữa không? Ăn nữa không? Big one? No? Trời ơi, nguyên cái đít của chồng tôi luôn. Nó ăn chùa nít đi chứ. Wait, where? Đưa kìa. Đó, bọc nó qua kìa.
Cái gì? Đi đường đó rồi, còn đi đâu nữa? Có chú hái gì nhanh quá vậy? Chú hái trái bự thôi. Ăn cái gì một trái thôi. Cho ăn trái. Nè, cái này trái đỏ đỏ vậy là ngọt á. Má nghề này hồi xưa của em nha. Không cảm ơn. Wow. Đã. Đã. Giống chiếc gái thầm mày không? Rồi hồi nữa mày để vô biển ăn. Khổ khổ vậy. Cái này bị hư rồi. Biết. Nhỏ quá. Okay. Nhỏ quá hả? No, non gì. Nhỏ quá nó chua. Cái chua nó thấy hư không? Nè, thêm một chút coi cho con này. Nè, ăn thử này đi. Này ngọt lắm. Very good. Uh-huh. Oh, look at this one. Hái nhiều quá, họ ra trả tiền nhiều. Ăn nhiều đi, đừng hái nhiều. Hái hết thôi, ăn nhiều đi. Nó phải đầy cái basket. Ủa vậy đó hả? Phải hái đầy cái basket. Ủa lớp cũng tính đầy rồi. Hai thì trái này chưa chín hả? Trời đi. Mấy trái này nó chín thôi. Bên này cây đẹp mà trái không có đẹp bên này nè. Ôi giống farm mình không? Con gái tôi giống farm mình không? Đang farm mình mà. Chị mày kiếm được bự chưa? Hả? We just find a big one. Where? I got strawberry juice all over me. Ooh, eat that one. That one's yummy. It's good? Wow.
It's so hot. Me. Mát quá. Nắng. Có bóng mát hả? Jenna, look at me. Jenna. Baby. Nhìn má mẹ nè. Nóng quá đi, chịu hết nổi rồi. Trên này không lên nổi nè. Chút xíu, ok, chút xíu. And a raspberry. Okay, raspberry.